cho chú đặt 5 hộp trầm. Nhưng mà cho chú hỏi là cái trầm này nấu kiểu gì hay hoặc là ăn kiểu gì, uống như thế nào. Thì chị cứ lấy khoảng 5 lọ, xong rồi bắt đầu chị mang về, chị cho củi vào đốt, hun khói mù mịt trong nhà đi, người còn chết uống gì là muỗi. Mà chú có điện thoại về, chú hỏi chú bảo đặt cho mình là 10 hộp trầm và 10 cái lư. Vâng. Chú bảo chuyển khoản trước cho mình là 1.000 đô, nhưng mà thực sự mình cũng báo luôn với chú đấy là thực sự là mình cũng chỉ lấy bằng cái giá tiền mà đã quảng cáo ở trên video trước thôi. Còn qua cái video này cháu thực sự cháu cảm ơn đến tất cả các quý vị khán giả trên kênh của Đạt đến rồi ạ, đã ủng hộ cháu trong thời gian qua và cháu cho cháu cơ hội được làm lại cuộc đời ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn, là thực sự cháu không biết nói gì hết. Cháu xin chân thành cảm ơn ạ. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn ủng hộ chồng của anh Quyết ạ. Chắc khoảng tầm 2-3 hôm nữa thôi là quý vị khán giả có thể nhận được chồng. Khán giả có đốt chồng thì có thể bình luận ở dưới giúp con xem là chồng của Phúc Lâm Bảo Đường có thơm không nhé. Như quý vị có thể thấy, đây chính là sản phẩm nụ chồng mang thương hiệu Phúc Lâm Bảo Đường do chính tay anh Quyết sản xuất. Đây có thể nói là một sản phẩm rất quan trọng giúp cho anh Quyết thay đổi cuộc đời. Với hương thơm tuyệt vời của nụ trầm giúp chúng ta xóa bỏ căng thẳng, thư giãn đầu óc và đặc biệt rất tốt cho những người bị mất ngủ. Sử dụng nụ trầm thường xuyên còn hỗ trợ điều trị trầm cảm và các chứng bệnh về tinh thần, giúp tẩy uế, xua đuổi tà khí, thu hút vượng khí cho gia đình. Sản phẩm cũng có tác dụng đuổi muỗi khá hiệu quả. Người kinh doanh thường đốt nụ trầm hương trong nhà, cửa hàng hoặc văn phòng để cầu tài vận hanh thông, buôn bán thuận lợi. Combo sản phẩm gồm một hộp trầm 30 nụ và một lư sông trầm với giá 280.000 đồng. Quý vị mua hàng hãy liên hệ theo số điện thoại 0974 372 296. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với video tiếp theo của Đạt đến rồi. Vâng, thưa quý vị, thì sau khi Đạt có đăng tải video bố anh Quyết lên thăm cũng đã đón nhận được sự ủng hộ của rất là nhiều quý vị khán giả mua trầm giúp cho anh Quyết. Qua đó thì nó là một cái niềm hy vọng rất lớn để cho anh Quyết có thể thay đổi được cuộc đời. Và sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Quyết để hòa chung cái niềm vui đó quý vị nhé. Đây thưa quý vị, là hôm trước thì quay lên là mấy trăm hộp. Sau khi mà có đăng tải cái video đầu tiên thì bán được cũng là hơn 300 hộp trầm rồi. Anh có thể gửi lời chào tới quý vị khán giả. Vâng, chào tất cả quý vị khán giả trên kênh của Đạt đến rồi ạ. Thì anh cảm thấy như thế nào sau khi mà có đăng tải cái video đầu tiên mà lại bán được nhiều như thế? Thật sự là qua một cái video mà thật sự bán được số lượng như vậy thì cho mình cảm thấy rất mừng và hạnh phúc ạ. Vâng. Vâng, thưa quý vị, thì trước khi những cái sản phẩm đầu tiên được bán ra ấy thì anh Quyết cũng có chia sẻ với Đạt là rất là lo lắng, là không biết là liệu rằng khi mà có sản phẩm rồi thì liệu khán giả có mua ủng hộ hay không. Nhưng mà rất là bất ngờ, thì anh có thể chia sẻ cho em cũng như quý vị khán giả được biết là trong cái thời gian mà anh có nghe cái điện thoại để tư vấn cho khách hàng ấy, vâng, thì anh có thấy có cái kỷ niệm nào đáng nhớ không? Thực sự là mình cũng có hai trường hợp. Vâng. Hôm đăng video lên thì cũng có hai trường hợp, mà mình nhớ nhất trường hợp là có cái ông chú Việt Kiều ở nước ngoài ấy. Vâng. Chú bảo hôm nay chú ở nước Angola. Vâng. Vâng, chú có điện thoại về, chú hỏi chú bảo đặt cho mình là 10 hộp trầm và 10 cái lư. Vâng. Chú bảo chuyển khoản trước cho mình là 1.000 đô, nhưng mà thực sự mình cũng báo luôn với chú đấy là thực sự là mình cũng chỉ lấy bằng cái giá tiền mà đã quảng cáo ở trên video trước thôi, còn mình thực sự 1.000 đô mình không nhận. Đấy, mình và nói chuyện với chú như thế, chú bảo thực sự đây chú ủng hộ, nhưng mình bảo thôi cháu chỉ xin phép chú là cháu lấy đủ cái số tiền mà là 10 hộp là 2.500.000, và cho đến 2.500.000 mẹ 10 cái lư nữa là 300.000 nữa là 2.800.000 là chú. Rất là tuyệt vời. Thế còn một cái trường hợp nào nữa? Một cái trường hợp là có một ông người ở thành phố Thanh Hóa. Ông có điện là ông hỏi và cho chú đặt 5 hộp trầm, nhưng mà cho chú hỏi là cái trầm này nấu kiểu gì hay hoặc là ăn kiểu gì, uống như thế nào. Vâng. Vâng, thưa quý vị, thế như vậy là sai sót ở trong cái khâu quảng cáo rồi quý vị. Chú mới giải thích cho chú là chú là cái nụ trầm là để đốt chứ không phải để ăn. Chú ấy bảo mãi chú và thực sự mình kỷ niệm là nhớ là hai cái trường hợp như thế. Vâng, thưa quý vị, đây Đạt lại xin được quảng cáo thêm một lần nữa. Một cái hộp nụ trầm này là gồm có 30 nụ và cái nguyên liệu thì hoàn toàn được làm từ bột trầm hương quý vị nhé.
Đấy, và cái sản phẩm này thì Đạt cam kết là mùi hương cực kỳ thơm luôn. Nếu như quý vị khán giả nào mà đặt hàng mà cảm thấy là mùi không ưng ý thì Đạt sẵn sàng là cho hoàn hàng luôn, hoàn trả lại luôn. Bởi vì là Đạt cảm thấy là rất là tự tin vì cái sản phẩm này rất là tuyệt vời. Đấy, và cái sản phẩm này là đang được bán với giá là 250.000 đồng một hộp. À, còn cái lư là 30.000 đây. Anh với cho em cái lư đây này. Đấy. Đấy, thì đây là cái lư để mà xông trầm nhá. Khi mà đốt xong ấy, đây này, đốt luôn để hướng dẫn cho quý vị luôn này. Không có nhiều quý vị khán giả không biết đấy. Đấy. Đầu tiên này, rất là đơn giản quý vị ạ. Đầu tiên là chúng ta sẽ châm lửa lên. Đấy, đốt vào cái đầu này này. Châm như châm nhang ấy mà. Đấy. Đấy, khi mà nó cháy như này rồi. Đấy. Đấy, cháy đỏ hẳn rồi đấy. Đấy. Thì sau đó là chúng ta sẽ đặt vào cái lư này. Đây. Đặt vào giữa cái lư này. Đấy. Đặt như này. Sau đó úp cái nắp này lại. Đấy. Để chỉ một lúc thôi là cái khói này nó sẽ bay khắp nơi luôn. À, mùi rất là thơm. Đấy, cái sử dụng cái nụ trầm này nhiều là cũng thành quen đấy, thành cái thói quen đấy. Đấy. Mùi nói chung là cảm thấy mùi hương của nó là dễ chịu lắm. Rất là dễ chịu. Mát mà là dễ chịu. Vâng. Thì cái công dụng của cái hương trầm này thì giúp cho thư giãn đầu óc, xóa bỏ căng thẳng, tốt cho những người hay bị mất ngủ này. Sử dụng trầm hương thường xuyên còn hỗ trợ điều trị trầm cảm và các chứng bệnh về tinh thần, giúp tẩy uế, xua đuổi tà khí, thu hút vượng khí cho gia đình. Sản phẩm còn có tác dụng đuổi muỗi khá hiệu quả. Người kinh doanh thích đốt trầm hương trong nhà, cửa hàng và văn phòng để cầu tài vận, hanh thông, buôn bán thuận lợi. Đấy, đấy là cái tác dụng tuyệt vời của cái nụ trầm hương này. Đấy, và trước khi mà sản xuất cái nụ trầm hương này thì Đạt cũng sử dụng rất là nhiều, mua về và nhiều khi cũng mua dính những cái hàng mà kém chất lượng ấy. Có những cái hộp mà cũng giống như thế này mà giá của nó chỉ có 6-70 nghìn, 8-90 nghìn thôi anh ạ. Đấy, thì mang về mở ra ngửi mùi nó không có một tí gì là mùi trầm cả. Đấy, rồi thì đốt lên nó khét lẹt ra. Đấy, pha tạp lên trên gỗ mới. Thế còn đúng rồi. Thế còn cái sản phẩm này ấy, nếu như mà tính ra một cái khối lượng như thế này thì trên thị trường đang bán với cái giá là phải đến 350-400 nghìn một hộp như này. Tuy nhiên thì là do là Phúc Lâm Bảo Đường chỗ anh Quyết này là sản xuất trực tiếp, bỏ qua rất là nhiều cái chi phí đi thì chúng ta mới được cái giá sản phẩm là 250.000 đồng một hộp như thế này, để làm sao để có cái chất lượng sản phẩm tốt nhất đến với tay của các quý vị khán giả, những người đang yêu quý, những người đang theo dõi kênh Đạt đến rồi. Chính vì vậy mà bằng mọi giá là Đạt luôn luôn là phải làm những cái sản phẩm mà thật sự chất lượng. Đấy, chứ còn nếu mà làm những cái sản phẩm giá rẻ ấy, thì đôi khi là dễ bán ấy, bởi vì là nhiều người cũng ham rẻ mà, nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến cái uy tín của mình. Mà đặc biệt là cái sản phẩm này lại mang cái thương hiệu Phúc Lâm Bảo Đường nữa, cho nên là Đạt bắt buộc là phải sản xuất ra những cái sản phẩm mà thật sự chất lượng và nó phải thật sự là thơm, chứ không phải là chạy theo giá rẻ được anh ạ. Đấy, cho nên là quý vị khi mà mua cái sản phẩm này thì hoàn toàn yên tâm. Đấy, quý vị nào mà mua mà cảm thấy là không ưng cái mùi trầm hương này thì là Đạt hoàn toàn là sẵn sàng là quý vị có thể hoàn trả lại hàng quý vị nhé. Thế còn chị Thanh có thể chia sẻ với quý vị khán giả được không? Thưa quý vị, là ngoài chung cái niềm vui của anh Quyết thì chị Thanh cũng rất là vui đấy ạ. Bởi vì là chị cũng có chia sẻ với Đạt là ngay từ những hôm đầu khi mà đến làm việc ấy, cũng có cái nỗi lo giống như anh Quyết. Không biết là khi mà có cái sản phẩm ra mắt thì liệu có bán được hay không, đúng không chị? Đấy, nên là rất là lo lắng. Thì sau khi mà đăng tải cái video mà hôm bố anh Quyết lên ấy, thì bán được nhiều hàng như thế thì chị cảm thấy như thế nào? Thực sự là Thanh rất là vui vì khi làm ra sản phẩm mà bán được rất nhiều hàng. Khi mà trước khi đến đây mà bắt đầu công việc, mình nghĩ là không biết là có bán được hàng hay không ấy, thì còn có công việc ổn định ấy. Và đến ngày hôm nay thì thấy anh Quyết nói là ra được rất nhiều đơn, nên là cảm thấy rất là vui. Và mong quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho Phúc Lâm Bảo Đường, ủng hộ cho kênh của Đạt đến rồi, cũng như là ủng hộ cho Thanh có công ăn việc làm. Rất là tuyệt vời. Thưa quý vị, là cũng có một vị khán giả Đạt cũng không nhớ tên, là đặt một lúc là 20 hộp quý vị ạ. Đấy, 20 hộp cũng khá là nhiều đấy. Thế còn trên cái video này Đạt cũng xin chia sẻ với quý vị là nếu như quý vị nào mà đặt 5 hộp trở lên nhá thì là sẽ là miễn phí ship quý vị ạ.
Đấy, miễn phí ship. Chứ còn thực tế ra là để mà nói thì cái một cái sản phẩm chất lượng như này thì cái nguyên liệu vào nó rất là đắt, cho nên là cũng không lãi lời được bao nhiêu cả. Nên là những quý vị nào mà mua mà dưới 5 hộp ấy thì Đạt cũng xin phép là được thu cái tiền vận chuyển. Một cái hộp này thì cũng không lãi được bao nhiêu đâu. Quý vị nào mà muốn đặt hàng thì quý vị có thể liên hệ theo cái số điện thoại là 0974372296. Thì sau khi quý vị gọi điện thì sẽ trực tiếp là gặp anh Quyết, và anh Quyết sẽ tư vấn cho quý vị từ A đến Z luôn. Đấy, đấy, đốt được một lúc mà khói nó mùi bay khắp nơi mà thơm cực kỳ luôn. Đấy, cái sản phẩm này thì chúng ta có thể sử dụng để thứ nhất là sử dụng trong gia đình này, hoặc là cho tặng biếu cũng được. Rất là tuyệt vời đấy. Cái sản phẩm này thì Đạt thấy là rất là thông dụng và thiết thực. Và đặc biệt là những người kinh doanh ấy thường là rất là thích những cái sản phẩm như thế này. Đấy, trong cái ví dụ như Đạt chẳng hạn nhé, mà Đạt mà tiếp khách ấy, là Đạt cũng sẽ có một cái lư trầm như thế này trong phòng làm việc. Và trước khi khách đến là mình cũng có đốt qua. Khi mà khách vừa mới bước vào cửa cái là hầu hết là ai cũng rất là khen là ui ôi sao tại sao phòng lại thơm thế. Đấy, sao phòng mùi trầm hương thơm thế. Đấy, nó cũng là một cái gây ấn tượng rất lớn đối với những vị khách của chúng ta, đúng không? Thì chị đã mang về đốt thử chưa? Mình cũng có xin anh Quyết một vài cái để mang về đốt vì nhà quá nhiều muỗi. Bé con có bị đốt sưng hết cả chân, nhưng mà đốt mấy ngày thấy nó cũng đỡ rồi ạ. Vâng. Cái này thì nếu như mà chị mà muốn đuổi muỗi hiệu quả nhất nhé, thì chị cứ lấy khoảng 5 lọ, xong rồi chị mang về chị cho củi vào đốt, hun khói mù mịt trong nhà đi, người còn chết huống chi là muỗi. đó là một câu chuyện vui thôi, nhưng mà cái sản phẩm nụ trầm này ấy, khi mà đốt lên cái khói này nó cũng đuổi muỗi rất là tốt đấy. Đấy, tốt ngang với nhang muỗi đấy. Vâng, qua cái video này cháu thực sự cháu cảm ơn đến tất cả các quý vị khán giả trên kênh của Đạt đến rồi ạ, đã ủng hộ cháu trong thời gian qua và cháu cho cháu cơ hội được làm lại cuộc đời ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn, thực sự cháu không biết nói gì hết, cháu xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng, thế thì chắc là quý vị khán giả cũng đang rất là tò mò, không biết là trong cái thời điểm này thì công việc thì như vậy là đã rất là thuận lợi rồi. Vâng. Đấy, quý vị khán giả cũng mua hàng ủng hộ cho anh rất là nhiều. Thì cái tương lai gần nhất đây thì anh có mơ ước, có mong muốn gì lớn nhất không? Ví dụ như là mua một mảnh đất để xây nhà hay là cái gì đó, ví dụ thế. Hay là chưa định hướng được? Chưa định hướng được. Vẫn chưa định hướng được à? Vâng, cái điều đấy mình chưa nghĩ đến. Vâng. Chưa dám nghĩ đến quý vị ạ. Chưa dám nghĩ đến. Đây thưa quý vị, là hôm nay là đón Phó Chủ tịch lên thăm xưởng sản xuất nụ trầm này. Giới thiệu với Phó Chủ tịch, đây chính là những cái sản phẩm nụ trầm vừa mới sản xuất xong đây. Thì những cái sản phẩm này ấy, là khi mà tạo khuôn xong thì ra được những nụ này là phải phơi mất khoảng độ 3 ngày thì mới đưa vào sử dụng được. Thì bây giờ Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch chào quý vị khán giả đi. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Quý vị khán giả có thể thấy là những cái sản phẩm trầm đã được ra lò. Thế thì em có cái cảm xúc như nào khi mà anh lại mở cho anh Quyết một cái xưởng trầm? Bất ngờ là khi mà cái video đầu tiên mà lượng khán giả mua ủng hộ nhiều như thế thì em có suy nghĩ như nào? Em cảm thấy rất là vui và cũng rất là cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn luôn theo dõi và đồng hành trên kênh Đạt đến rồi. Và cũng ủng hộ anh Quyết rất là nhiều. Nói chung là trầm thì cũng mới bán mới hôm qua thôi mà khán giả đặt hàng rất là nhiều. Và cũng có người ở gần ấy cũng mua trực tiếp và cũng phản hồi là đốt lên nó rất là thơm và cảm thấy nó khi mà cái hương thơm này nó bay quanh phòng cảm giác thế là nó rất là thư giãn và kiểu tĩnh tâm ấy, khi mà mình làm một công việc gì đó mà ở trong phòng mà cần yên tĩnh thì mình có thể đốt cái trầm này lên thì rất là tốt. Thưa quý vị, là đấy, quý vị có thể là mua những cái sản phẩm giá rẻ tầm khoảng vài chục nghìn cũng có. Quý vị mua về và quý vị hãy mua cái sản phẩm của Phúc Lâm Bảo Đường này về so sánh thì quý vị sẽ biết được rằng là cái giá trị nó nằm ở cái chỗ nào. Đúng rồi. Em cũng đã thử rồi, với lại một loại trầm mà cũng trước cũng có được cho hình như là có 6-70 nghìn một hộp ấy. Và cũng thử đốt rồi thì nó cũng có mùi thơm, nhưng mà nó sẽ thứ nhất là mùi nhưng không thể nào thơm được bằng cái trầm của mình. Và thứ hai là nó cháy rất là nhanh. Nó rất là nhanh hết. Và nhanh tàn. Cái đầu tiên để chúng ta phát hiện ra là cái trầm mà chất lượng kém ấy là khi mà mở cái hộp đấy ra ngửi vào nó chua chua leo luôn, chua rồi, như là ấy mèo ấy. Đấy, đấy là
cái trầm của Phúc Lâm Bảo Đường á là còn có cả chữ Phúc Lâm ở trên này đấy ạ. Đó, đấy. Quý vị nhận hàng có thể thấy chữ Phúc và chữ Lâm đây ạ. Đấy. Thưa quý vị, là một cái khuôn này làm ra cũng rất là khó khăn đấy và cũng tốn kém đấy, cho nên là khi mà mình làm được cái khuôn như thế này và có cái chữ Phúc Lâm ở trên cái nụ này thì là sẽ rất khó để cho các cái cơ sở khác có thể là làm giả được cái sản phẩm của mình. Đấy là đã nhận diện thương hiệu rồi đấy. Vâng, thưa quý vị, là hôm nay Đạt cũng có mời Duyên sang đây để mà ăn bữa cơm, để trải nghiệm xem là cuộc sống buổi trưa của anh Quyết và chị Thanh như thế nào. Đấy, thì bây giờ quý vị hãy cùng vào đấy nhé. Đấy, và sau đây thì Đạt cũng muốn là anh Quyết có em thể chia chào, sẻ thêm. Chủ sản xuất nhá. Em xin chào chị. Đấy thì đâu, bữa cơm của chúng ta có những gì đây anh? Bữa chị có vào cái chỗ xưởng sản xuất nhưng mà vẫn đã thấy mùi thơm rồi. Chưa cần phải đốt lên đâu quý vị ạ. Rất là thơm luôn. Mùi trầm này thì nó sẽ tỏa ra khắp phòng. À, cơm hôm nay có gì đây? Canh cá. Canh cá này. Chả với thì... trứng. Mời quý vị cô khán giả cùng ăn cơm ạ. Đấy. Thưa quý vị là đấy, Đạt cũng nói rất là nhiều rồi. Đấy, tiền duyên đấy. Tiền nhiều không giải quyết được vấn đề gì quý vị ạ. Chết cũng không mang đi được theo. Một ngày cũng chỉ ăn 3 bữa cơm. Đấy, cơm của Đạt thì cũng chỉ có thế này thôi quý vị ạ. Chả có cái gì mà cao sang cả. Đấy, trứng này, chả này, rau này, cơm hết. Đấy. Đây, còn sau của con là sẽ có là rau này, đậu này, thịt quay này và cơm, nó cũng hơi khác nhau một chút. À, đây em có ăn trứng thì ăn. Trứng với chả này có ăn. Anh có ăn đậu thì ăn. Quyết này. Là cái gì đây? Đấy, vẫn thế. À đấy. Như nhau hết quý vị ạ. Đấy, không có khác biệt cái gì cả. Đấy, buổi sáng thì Đạt thì ăn sáng thì bữa thì ăn bát bún, bữa thì ăn bát cháo. Bữa thì mình bận rộn quá, vội quá thì ăn mì tôm. Đấy, rất là đơn giản thôi. Thật ra thì Đạt ăn uống thì nó cũng đơn giản lắm. Cơm thì dễ ăn, dễ nuôi. Đấy thì sáng đổi bữa ăn phở thì còn đâu phải ăn cơm mà cho nó chắc dạ. Lâu lâu cũng phải ăn phở tí nhỉ. À đây này, còn có đặc biệt là có cái món canh cá này. Đạt rất là thích ăn canh cá, cái trời nóng nóng này. Đấy, trời nóng nóng này mà có tí canh cá vào ăn rất là ngon. Đây, đặt lên đây để cho cái nước nó chảy, nó không bị chảy ra cái nền gạch. À, rất là chu đáo. Đấy. Hôm qua là còn có cả bắn cò, hôm nay bắn cò lại phải ở nhà. Nghịch quá. Nghịch quá. Ở đây nó nghịch. Bố không làm được, ở nhà với lại bạn Bon với bạn Dứa. Thôi cả nhà ăn cơm đi. Thôi mời cả nhà ăn cơm nhá. Hôm nay là có làm thêm không anh? Em hôm qua thì khách đặt hàng rất là nhiều đấy, hôm qua là đi cũng phải được cái chỗ này thì tầm 500 hộp nữa. Đấy, hôm qua là cũng phải đi được hơn 500 hộp rồi đấy. Hôm qua bệnh nhân đặt cũng rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn ủng hộ chồng của anh Quyết ạ. Hôm qua thì gói cũng rất là vất đấy nhưng mà cũng rất là vui. Rất là tuyệt vời. Chắc khoảng tầm 2-3 hôm nữa thôi là quý vị khán giả có thể nhận được trầm rồi. Thì quý vị khán giả có đốt trầm thì có thể bình luận ở dưới giúp con xem là trầm của Phúc Lâm Bảo Đường có thơm không nhá. Đúng rồi, đấy Đạt cũng rất là mong muốn nhận được những cái phản hồi ý kiến của quý vị khán giả trên cái video này, để mà mọi người có thể là biết được là cái chất lượng tuyệt vời của cái nụ trầm Phúc Lâm Bảo Đường như thế nào. Đấy, mọi người ăn cơm đi, ăn đi ăn đi. Con mời quý vị khán giả cùng ăn cơm nhé. Rồi, mời quý vị khán giả nhá. Cảm ơn chị nhá. Rồi, em xin. Ăn đi. Thì bảo cho điện này đặt cái loại bột ấy chứ. Bờ lời ấy. À, thiếu hết bột bờ lời hết rồi đúng không? Làm nữa chứ, làm hết buổi chiều này là hết tất. Mà. Cả chấm hương nữa, bờ lời hết. Mà. Vâng, chị ăn cơm đi. Nói chung là Đạt ăn uống thì cũng ăn ít lắm quý vị ạ. Chưa chắc là ăn hết được cái suất cơm này đâu. Mới mà cho ít cơm mà cô đắp vào ăn để lấy tức. Như anh thì mỗi bữa này ăn từng này là có đủ không? Như này là ăn cố. Ăn cố à? Mình cũng ăn ít mà. Cố mới được. Mà. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy thưa quý vị là anh Quyết đã một thời gian sử dụng cái sản phẩm Phúc Lâm Can giải độc gan của Phúc Lâm Bảo Đường đấy. Thì quý vị nào mà có vấn đề gì về gan thì hãy đặt ngay cái sản phẩm Phúc Lâm Can để chúng ta sử dụng nhé. Thì em thấy là đánh giá phản hồi của mọi người khi mà sử dụng Phúc Lâm Can như thế nào, em có thể chia sẻ. Phản hồi của
quý vị khán giả khi sử dụng Phúc Long Can thì phản hồi cũng rất là tốt, bởi vì cái Phúc Long Can này ấy, thì là nó chuyên về giải độc gan này, đào thải những cái độc tố trong gan này, và nó có cả cái hỗ trợ về cái hạ men gan này, và hỗ trợ cả gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ nữa. Nên là mọi người có thể dùng và có thể điều trị được cả thấy mấy bệnh đấy nữa, cũng rất là tốt. Đấy, thì số điện thoại thì Đạt có để trên màn hình của Phúc Lâm Bảo Đường ở đây. Thì quý vị nào mà muốn tư vấn về các bệnh liên quan đến xương khớp, gan, thận, dạ dày thì quý vị có thể gọi vào số đó. Hoặc là muốn là tư vấn là hỏi đường để mà lên đến Phúc Lâm Bảo Đường cơ sở 1 hoặc cơ sở 2 trong Vũng Tàu thì quý vị hãy liên hệ theo cái số điện thoại mà Đạt đang để trên màn hình quý vị nhé. Thế còn bây giờ thì chắc là Đạt phải đóng máy để mà ăn cơm đây. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều ạ. Vâng, chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và hãy luôn luôn theo dõi để ủng hộ cho Đạt đến rồi quý vị nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt.